Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui khi được gặp lại các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với tất cả các em bài tập làm văn tuần 23, đáp lời khẳng định, viết nội quy. Trong bài tập làm văn ngày hôm nay, chúng ta có 3 bài tập. Tuy nhiên, bài tập số 1, bài tập số 2 là nội dung giảm tải. Nhưng để rèn kỹ năng giao tiếp, các em có thể đọc các lời độc thoại trong sách giáo khoa trang 49. Ở tiết tập đọc trước, các em đã được học bài nội quy đảo khỉ. Trong cuộc sống, ở các nơi công cộng như công viên, cơ quan, bệnh viện, sân bay, nhà trường đều có những nội quy để mọi người cùng thực hiện. Thế thì các em có biết ở trường mình có những nội quy nào không? Vậy bây giờ, bạn nào có thể kể cho cô nghe một số nội quy mà các em biết nào? À, đúng rồi, các em giỏi lắm. Cô cũng tin rằng các bạn sẽ kể được chính xác một số nội quy của nhà trường. Cô có lời khen ngợi các em. Sau đây, cô xin giới thiệu một số nội quy của nhà trường. Cô mời các em đọc thầm theo cô nhé. Nội quy học sinh. 1. Đi học đúng giờ. Khi đến trường phải mặc đồng phục, có phù hiệu theo quy định của nhà trường. 2. Ngoan ngoãn vâng lời thầy cô, yêu quý bạn bè, nghỉ học phải có đơn xin phép của cha mẹ. 3. Chào hỏi, thư gửi lễ phép với thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên trong trường và khách đến tham quan trường. 4. Trung thực, tiết kiệm, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. 5. Giữ gìn bàn ghế, tài sản của nhà trường. 6. Không mua quà bánh trước cổng trường. 7. Không vứt rác bừa bãi, không leo trèo, bẻ cành, hái hoa. 8. Không nói tục, chửi thề, không chen lấn xô đẩy, đánh nhau. 9. Xếp hàng ngay ngắn, trật tự, không chạy nhảy khi lên xuống cầu thang. 10. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung, đi tiêu, đi tiểu đúng nơi quy định. 10 điều nội quy này rất quen thuộc với chúng ta phải không nào? Vậy bây giờ các em hãy đọc và chép lại từ 2 đến 3 điều trong nội quy trên. Sau đây là một số nội quy. Các em hãy kiểm tra lại bài làm của mình có trùng khớp với nội quy cô cung cấp cho các em hay không. Ngoài việc đến trường, chúng ta thực hiện tốt nội quy của nhà trường, trường tiểu học Lê Văn Tám của chúng ta còn xây dựng 10 điều nên làm và 10 điều không nên làm. Đây là nội quy chung của nhà trường muốn gửi đến toàn thể học sinh. Cô tin rằng các em sẽ thực hiện tốt các nội quy này. Vậy ở địa phương, các em và gia đình cần phải thực hiện tốt nội quy của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thế là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em hoàn thành bài tập 3 và xem trước bài tập làm văn tuần 24 trang 58. Cô mến chào và hẹn gặp lại các em.